Hello mọi người. Úi giời, lại làm zombie. Mỗi lần vào phòng zombie 16 người là kiểu gì mình cũng làm zombie. Một cảm giác cực kỳ là quen thuộc. Đã thế rồi còn lag nữa. Hay lắm DM. May cái lúc tiếp cận thì lại hiện cái đôi tay lên. Cái đôi tay thần thánh. Gì đây, hai bà này đứng thẩm du này. Rồi, đua Gatling. Một thằng thì một Gatling, còn thằng kia thì lại đua. Hay lắm, chết nè. Đấy, có sai đâu. Chúng tôi phải gọi là nó xong kiếm hợp bích rồi. Các bạn không cần phải suy nghĩ và đắn đo làm gì. Này, may đấy, may đặt chế độ biến biến tự động ấy. Chứ nếu mà biến bằng tay thì pha đấy là chết cả hai thằng rồi. Nhưng không sao, cương thi ở đây nó cũng phải gọi là bá con nhà bác đạo rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu DE Champion Collection, khẩu dành cho những cái đội bá đạo nhất của những giải đấu. Đấy, phải gọi là những cái đội nguy hiểm nhất hành tinh. Rồi phải ném. Ơ điện mệnh, tính ném flash vào. Chưa kịp ném thì đã vào cầm tơ này. Xùi đấy nhở. Không sao. Úi dồi, một mã. Kế vậy. Làm gì mà căng. Đi luôn này một bé đấy. Chết chết sạch. Ai. Vâng. Sorry mọi người. Cái đấy là quy luật tự nhiên. Mình phải nhai các bạn thì các bạn mới có hero, các bạn mới bắn mình được. Đây rồi, mấy thằng này còn 3 thằng thôi. Đâu 4 thằng chứ. Phải làm gì mà căng. Có tơ ở đây. Xoắn hết cả lên. Làm cái gì. Úi dồi. Thế đây nào. Tới thằng cuối cùng rồi vẫn không làm được hero. Thằng đấy cay lắm. Chắc chắn là chửi nhà phát hành. Đi mậy. Tới cái lúc cuối cùng rồi. Em vẫn không thể làm được hero. Cái phòng này chỉ có một hero thôi. Đáng quá à. Mình không hiểu tại sao nhỉ. Bình thường là cái phòng này phải 3 con cơ. Đấy nào, bây giờ chỉ có một con. Vâng. Bao nhiêu con mắt. Nó đằng đằng sát khí nó nhìn vào. Chỉ cần đợi thằng hero nó rớt xuống thôi là bao nhiêu bàn tay chụm lại. Thế sẽ hiểu được cái cảm giác nó khốn cỡ nào. Vâng, thì chúng ta sẽ cùng đến với clip khẩu DE Champion Collection của mình. Đấy, tên thì hơi bị dài. Nó có thêm chữ S2 nữa nhưng mình không đọc. Vậy S2 cái mắm gì. S2 như là trận giải đấu thứ hai hay sao nhỉ. Thì không hiểu lắm. Úi dồi, tôi dòng rồi. Ném một quả flash lên thôi. Bao nhiêu thằng phải gia nhập team zombie rồi. Đen cho các bạn thôi. Đỏ quên đi. Ai bảo quay tay làm cái gì. Người ta bảo quay nhiều là liệt dương đấy. Đến cái lúc liệt dương thì các bạn lại bảo mình. Hay lắm. Tờ. Bạn ơi, mình đã giúp bạn có nhiều thêm phe. Đấy, thế đích nào. Đây, đền ơn đáp nghĩa với mình như vậy. Bạn thật là khốn nạn quá đi mà. Ây da, thiệt là khổ. Gặp phải cái thằng tơ. Rồi, tôi xong rồi. Làm gì, quà. Tính niên. Thế đích nào yếu rồi vẫn ra gió. Mình tưởng pha đấy là nó sẽ bật giáp lên cơ. Nên mình bắn để cho nó rớt. Thế đích nào nó không bật. Rồi, đây người ta gọi là treo mỡ trước mặt mèo. Nhìn thôi, không ăn được. Lên đây. Rồi, phải quan sát cơ. Bọn này nó nguy hiểm lắm. Cứ rảnh tay ra một tí thôi là kiểu gì nó cũng có một con ở phía sau. Nó lù lù phía sau. Đằng đằng sát khí. Nó muốn ăn tươi nốt sống mình vậy. Hòm đây. Làm clip nhặt hòm. Thế đấy nào nãy giờ mình không nhặt hòm. Toàn bị đuổi sấp mặt lờ thôi. Đây đây bạn ơi. Đây. Rồi nhìn đâu vậy. Những ánh mắt ngây thơ. Đưa ra nhìn cái khu vực ngoài mic. Rồi ngây thơ. Ngây thơ và trong sáng. Sao không xuống nhở. Thế đích nào. Ngây thơ là phải xuống bạn ơi. Thế thì mình nói sai rồi. Thằng này nguy hiểm lắm. Rồi đây đấy. Ngây thơ cái đích gì. Rồi cũng phải rớt xuống ấy. Nghe thật đấy chứ. Rồi yêu lắm cơ. Yêu lắm. Thương lắm. Mà không tắm thì thu quắc à. Gì vậy? Ôi, lỡ tay. Sorry. Cái khẩu này mệnh đấy nhở. Thật là hư cấu. Rồi, giống đâu? Đùa, nó nuốt sạch rồi. Vai thật đấy chứ. Hay lắm. Rồi, mình đây. Nghi gì? Ô, thật là VL. Hay lắm. Mệnh nhấp nháy thôi. Chán thế. Biết thế, bắn thêm một tí nữa lại có một phát cận chiến. Nhưng không sao. Em ấy cũng phải bỏ mạng từ cái nòng súng á, cực kỳ là nhiều sát thương của mình. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mình dùng Knuckle 2 VIP để cover.
Nó cổ 2 VIP thì là một cận chiến nó bá đạo rồi. Kể cả bật đặc biệt hay là mình sẽ không quên là tương flat với lại tương khói vào cái khu vực thùng hàng. Đấy, phải tương vào đấy. Anh em mình nó nghĩa tình hơn. Đấy, bắt đầu làm cho chúng nó tách nhau ra. Đấy, làm cho huynh đệ tương tàn. Rồi, sao không tương tàn ấy nhở? Tết ít nào ít rồi mai rồi. Đây rồi, mình sẽ đi lén lén cận chiến. Rồi, ấn nhầm. Này thì AFK. Ồ, ôi, gì vậy? Tuy nhiên nghe tiếng chân à? Thật là hư cấu. Ồ, làm gì mà căng. Tính cận chiến gì tí thôi mà. Ui dồi, M249. Rồi. Đấy, cái tội ổ báo là phải nằm xuống đấy nhá. Được rồi, mình sẽ lừa tình thằng này để cận chiến. Không biết là làm được không đây. Nhưng nói trước thì bình thường là sẽ bước không qua. Bước qua không thì hay dỡ mồm lắm. Đấy, chị Cương Thi chị ấy bắt đầu đưa con mắt đầy dễ thương, ngây thơ và trong sáng đi nhìn mình. Đấy, kiểu gì nó cũng lấp ló để leo lên cái khu vực mình đứng. Đấy, té thôi. Xoắn làm cái gì? À, nhấp nháy này. Úi giời, làm gì ghê vậy? Hả? Khẩu Gatling mà nó bắn xa thế nhở? Á đủ lên đây. Rồi, hay lắm bạn ấy. Xuống đây xem nào. Đâu rồi bạn Hiền? Mình đợi bạn này. Nè, đây. Đạn né, né đi. Ơ, này thì chạy này. Rồi, con hàng. Úi giời. Ôi, cái thằng dùm no này mệnh. Mày cút cút ra cho bố cận chiến hộ cái. Ôi, thằng này nhây này. Được rồi, bố mày lại sợ mày quá đấy. Đây rồi. Này thì cứ thích phá đám người ta này. Đấy, cái tội phá đám người ta thì nó phải nằm xuống thôi. Đây, cái bà Cương Thi này nãy giờ không cận chiến được. Phải giết được nó thôi. Úi giời. Rồi, thì mệnh cho nó hên đấy nhở. Nó hên đấy nhở, tôi xong rồi. Úi giời. Rồi, nói chung là chỉ thoát được một lớp thôi. Đến lớp thứ hai thì phải chết thôi. Cắm lắm. Úi giời, lao vào mồm. Mệnh hay lắm đi mờ. Ê, cái thằng Cương Thi đấy ăn hên vãi. Vãi thật đấy chứ. Cứ đến lúc chuẩn bị vào mồm mình thì lại có thằng khác nó lao ra cover. Rồi, phải tương khói này, đầu tiên này. Khói nè. Tiếp tục là bom. Ném lên. Chúng ta sẽ đợi hết giờ. Đấy. Phải tương lên. Cho nó huynh đệ nó tương tàn. Rồi té thôi. Đấy, lại chết một lũ vậy. Sorry mọi các bạn nha. Sorry mọi người. Các bạn có vui không ạ? Rồi, bây giờ mình ở từ xa và mút kill thôi. Mút kill chùa thôi. Rồi, úi giời, nhấp nháy kìa. Hay lắm. Úi giời, gì vậy? Móc lốp à? Lại đây, lại đây, lại đây. Đấy, mấy cái con này cận chiến nó phê lắm anh em ạ. Nó dễ cận chiến không à? Đây rồi, đôi giày té đó. Úi, cái gì vậy? Khiếp thật đấy chứ. Mới thấy nó lách qua một giây thôi. Là cái giáp của mình nó tự động auto biến mất luôn rồi. Thật là VL. Cái này hack auto... hút giáp của người ta. Hay lắm bạn ơi. Rồi đứng đây thôi. Làm gì mà căng. Đứng đây thôi. Đấy. Cậu lúc này nhìn nó cũng đẹp vãi. Nhưng mà nó chỉ có màu mè thôi. Nó không có cái skin kiểu như là VIP ấy. Mà nó cũng không phải là VIP mà. Nhưng mình thích có những cái gì đó nó đi. Ui dồi, nó đi xung quanh của cái khẩu súng đẹp hơn. Nhìn nó là chất. Rồi. Bắt đầu là đi theo mình. Đi mệnh. Cái bọn trong kia thì không cào. Nó cứ rè cào mình. Mình không gây thủ chuốc oán gì với các bạn đâu. Cả thằng Tơ nữa đi mệnh. Trong kia không nút. Ra đây nút làm cái gì? Cái cỡ mà trong cái lòng ấy. Mình mà cầm Tơ là kiểu gì tụi nó cũng chết thôi à. Đấy, nào nó đuổi theo mình ạ. Rồi, Tơ nó vẫn nhây với mình. Hay lắm. Hay lắm bạn ê. Té thôi. Làm gì mà căng rồi. Hơi bị đông ấy. Hơi bị đông ấy. Lại bị lừa. Rồi hết đường lừa rồi. Phải bắn thôi. Hết đường lừa rồi. Rồi nó bật cái đấy lên nữa. Mình biết ngay mà mình chỉ sợ cái đấy thôi. Tại vì chạy mà không nhanh hơn cái đấy là cũng sấp mặt thôi à. Đấy. Thằng Tơ thì đáng nhẽ là nên móc cái bọn trong lòng ấy.
người ta anh em hay gọi là chuồng chó. Nè thôi, mắc mắc cái đam rồi. Rồi, hết giờ rồi. Đi mấy, suýt có hero. Hay lắm à đi, vẫn nhây. Mình có làm gì nó đâu nhỉ? Vẫn nhây với mình. Rồi, top 1 đấy nha. Chỉ bắn lục thôi đấy. Đoạn đầu mình hình như là có bắn TMP nữa nhưng không nhiều. Chỉ bắn để cover cận chiến. Rồi, bye bye các bạn. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye.